À rồi, hello, xin chào anh chị em và các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Maker ha. Một số ngày qua thì anh em hỏi mình về cái mẫu SH cũ khá là nhiều. Thì hôm nay thì mình sẽ lên tổng hợp một số cái mẫu SH cũ cho anh em ha. S cũ hôm nay thì mình có SH Mo, SH 125, SH 150 em nhé. Đó, rất là nhiều mẫu xe, tất cả cái mẫu xe này thì giấy tờ đầy đủ nè, rút hồ sơ ok hết em nhé. Xe bây giờ thì giảm cũng rất là rẻ thôi. SH thì giá thì khoảng từ 20 28 triệu, 28 đến khoảng 40 triệu ha. Đó, tùy cái mẫu xe, dòng xe. Thì hôm nay thì mình sẽ tổng hợp một số cái mẫu SH ha, còn những mẫu xe khác thì mình cũng hẹn những em cái video sau. Đấy. Rồi thì đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng nhé. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng xe máy Hưng Phát ha, địa chỉ là B7O19 đường Lý Thường Kiệt, khu phố Thông Nhân 1, Dị An, Bình Dương. Và số điện thoại khách hàng là 0967 288 186 và 0926 244 345. Cửa hàng thì có nhận giao lưu, trao đổi tất cả dòng xe, hỗ trợ trả góp và ship cho toàn quốc nhé. Trả góp thì em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu, mình trả trước 30% giá trị xe. Đấy. Anh em mà không đến được cửa hàng thì mình inbox Zalo, cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe. Và ở xa thì mình chỉ cần cọc được 20 triệu thì cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc nhé. Đấy. Rồi, còn anh em đang xem mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục cập nhật giá hàng ngày ha. Những cái mẫu xe nào mới về là mẫu xe giảm giá thì mình sẽ cập nhật cho anh em để tham khảo ha. Đó. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi vào cập nhật giá cũng như là chi tiết xe cho anh em ha. Hôm nay thì mình sẽ làm riêng về cái mẫu SH nên anh em cần báo giá thêm mẫu khác thì mình cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật sau cho anh em ha. SH Mo thì hiện tại thì có những cái mẫu SH 214 đến 220 anh em nhé. Đấy, mình sẽ đi từ cái mẫu rẻ nhất là cái mẫu từ 2014 nè. Đó. Mẫu 2014 thì hôm nay còn một chiếc này, SH Mo ha. Tất cả dòng xe thì cửa hàng bán ra thì đều có bảo hành máy móc cho là 6 tháng nhé. Đó, bảo hành máy móc 6 tháng cho anh em luôn. Đấy. Và chiếc này thì đăng ký 2014 ha, biển 36, con này thì hôm nay đang giảm chỉ còn 28 triệu em nhé. Đó, 28 triệu 600 ha. Đó, xe dàn áo liền lạc ha, cực kỳ đẹp anh em nhé. Anh em ở gần thì mình có thể lấy đến trực tiếp để xem xe nó kỹ hơn, còn anh em ở xa thì mình inbox Zalo, cửa hàng sẽ chụp hình ảnh xe, quay video cho anh em nhé. Đó, vì để sát nhau thì mình không chắc là mình sẽ quay một số cái chỗ chi tiết thôi, còn những cái chi tiết khác thì anh em inbox nhé. Đó, xe rất đẹp nhá, 28 triệu 600 là mình có thể là sở hữu một em SH Mo rồi. Trả góp thì mình chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, mình trả trước 30% giá trị xe thôi. Đấy. Con này thì mình trả trước khoảng 89 triệu ha. 89 triệu là có thể là lấy xe rồi. Đấy, SH Mo rất là rẻ luôn. Đó. Máy móc là bao zin cho anh em ha, cửa hàng thì đều bảo hành máy móc ha. Đó, xe rất đẹp luôn, xíu mình sẽ quay đằng sau để cập nhật cái biển số cũng như là quay ô đô cho anh em ha. Đó, con này 2018 này, chiếc màu nâu ha. Đó, con này biển 61. Đó, 2018, con này thì cửa hàng này bán là 37 triệu 800, 37 triệu 8 ha. Đấy, xíu mình sẽ đi đằng sau để quay cái biển số cũng như là ô đô. Đấy, ô đô cho anh em xem nhé. Đó, có con này thì SH Mo, con này cũng khá là mới em này, xe bọc keo nguyên chiếc luôn, con này đăng ký 2020 nhá, biển 61 luôn. Đấy, bọc keo nguyên chiếc không một vết chày. Đấy, anh em lột keo ra là rất là mới này, cực kỳ đẹp luôn em nhé. Và chiếc này thì cửa hàng này bán là 42 triệu 8 anh em nhé, 42 triệu 8 anh em đến mua xe, còn bớt thêm tiền lục lá, tiền xăng cho anh em đến mua xe nữa ha. Xe cực kỳ đẹp anh em này. Đó, SH Mo ha. Đó, cái mẫu này thì nó là sử dụng khóa mắt cây rồi. Bên này thì cũng có một chiếc SH Mo 218 này. Con này thì cũng là giá là 37 triệu 8 anh em nhé. Đó, khóa mắt cây siêu đẹp luôn. Đó, cái màu nó là màu bạc xám này. Đó. Đây, sàn chân ốc tán cực kỳ đẹp, máy thì bao zin ha. Đó. Còn bên này thì có SH 125, con này là lên khung Ý anh em nhé, lên dàn áo Ý này, xe rất là đẹp, dàn áo cực kỳ đẹp anh em nhé, liền là cứng cáp, con này 2015. Với giá con này thì
chỉ có 39 triệu 8 thôi. Đó, 39 triệu 8 biển số 64 anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay biển số cho anh em và quay xem ô tô mấy con này bao nhiêu ha. Đó, xe liền lạc cứng cáp anh em nhé. Nói chung là mình cố gắng là quay chi tiết hơn để anh em có thể là xem được cái tình trạng xe. Đó, cũng là chất xe ha. Đây biển 64 anh em nhé. Lốp trước lốp sau cũng rất là dày. Xe zin nguyên bản, lên dàn áo Ý ha. Đấy, ô tô con này đi 19.413 cây. Đó. Ok. Chung là một tay thì hơi khó nổ máy xíu nhưng mà cửa hàng thì vẫn bao máy móc zin. Đó, máy móc con này thì trước mình có nổ máy rồi, nghe rất là êm nè. Chiếc này là biển số 49, biển Lâm Đồng anh em này. Đó, chiếc màu bạc ha, bạc xám xám, bạc xám. Đấy. Nói chung là xe cũng khá khá là cứng. Đấy, con này ô đồ bao nhiêu nè? Con này là 28 có mất cây em này. Đấy, con này hồi 26 ngàn cây ha, ô đồ 26 ngàn, con này là 37 triệu 800 em. Đó, 2018 nhá má. Đó. Còn chiếc này 2020 thì rất là đẹp anh em này. Bọc keo nguyên chiếc xe rất là mới nhá. Biển 61 luôn. À, với giá này thì chưa bao gồm phí rút hồ sơ nhé. À, anh em nào rút hồ sơ chiếc nào thì mình kèm thêm phí ha anh em nhé. Đấy, cửa hàng báo giá là chưa bao gồm phí rút hồ sơ. À, con này thì Odo mới đi 9.887 cây. Đó, mới đi 9.000 cây thôi nhé. Xe rất đẹp. Đó, cũng có lên thêm một số cái đầu inox này, bọc inox ha. 218. À, con này 2020 chứ. Con này xám xanh. Đó, màu kiểu màu xanh xi măng ấy nhá. Đó. Cực kỳ mới em nhá, con này mới lắm, mới đi 9.000 thôi. Đó, biển 61 luôn. Đó. 9.000 nhưng mà xe chất xe còn rất là khá là mới ha. Còn bên này thì có chiếc này là 2014 này, biển 36, con này thì 28 triệu, 28 triệu 6. Đó, máy móc thì cửa hàng vẫn bao zin cho anh em luôn. Dàn chân sạch sẽ ha. Đó. Anh em muốn rút hồ sơ thì mình cứ thêm phí nhé. Đấy 2014. Con này đi 28.000 này ha, 28.184 cây. 28.000 cây. Còn chiếc bên này cũng là 2018 em này. À, con này cũng là 37 triệu 8. Đó, biển 61 nhé. Biển 61 có mất cây, con này đi 19.056 cây, 19.000 cây. 2018 tem bọc nguyên zin, dàn áo liền lạc cứng cáp nhé. Đó. Đó, hôm nay thì mình quay riêng mấy chiếc SH này thì mình sẽ cố gắng là quay kỹ hơn cho anh em một xíu ha. Đấy. Còn bên dưới này thì còn SH 125, 150 em nhé. 125 thì dưới này còn chiếc này cũng nhìn cũng khá là đẹp này. Chiếc này 2 SH 125 2014 em này. Đó, 2014 dàn áo đẹp nhá, cũng cáp liền lạc. Đó. Và con này biển số 79 nhá. Giá là 38 triệu 800. 38 triệu 8 nhé, dàn chân ốc tán sạch sẽ đẹp ha. Đó. Bao thầy thẻ tất thoải mái, anh em đến mua xe còn được test thoải mái nhé, thử xe thoải mái luôn. Đó, biển 79 nhé. Đó. Mẫu này là SH 125. Đó. Đó, tem bổng là nguyên zin luôn. Con này thì ô đô, mình sẽ xem ô đô đâu nhỉ. Ô đô con này đi 23 ngàn, 23 ngàn cây em nhé. SH 125 23 ngàn cây. Biển 79 79 Nha Trang Khánh Hòa. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. SH bây giờ thì cũng rất là rẻ rồi anh em ha. Anh em mà không chưa đủ tiền thì mình có thể là mình trả góp ha. Đấy. Và bên này thì có SH 150 này, con này biển 15 nhá. SH 150 thì hiện tại thì về được một chiếc thôi. Đấy. Chiếc này thì đi ô đô là 34.000 ha, 34.000 cây. Rồi, SH 150 34.000 cây, biển số 15. Con này thì cửa hàng này bán là 41 triệu 8 nhé, con này SH này.
này thì đăng ký 2014 nhé. Đó, tất cả dòng xe này thì cửa hàng thì đều bảo hành máy móc 6 tháng nhé. Anh em đến mua xe còn bớt thêm tiền xăng lọc lá ha, và đến anh em test xe thoải mái luôn. Đó, anh em ở xa thì mình cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ cung cấp thêm thông tin hình ảnh xe cho anh em ha. Đó, trước thì mình có cập nhật sơ qua rồi, hôm nay thì mình sẽ cố gắng là quay chi tiết hơn để anh em thấy là nắm được cái tình trạng của xe. Đó, dàn áo này. Đó, rất là chất luôn. NH cũng rất là rẻ nhá. Tất cả dòng xe thì cửa hàng rồi có giấy tờ đầy đủ ha, có hỗ trợ trả góp. À, trả góp thì anh em phải đến trực tiếp cửa hàng nhé, để ngân hàng họ lên hồ sơ cho anh em ha. Đó, rồi thì anh em mà cần chi tiết cái chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ cung cấp thêm thông tin hình ảnh kỹ hơn. Và anh em ship xe thì anh em cứ cọc từ 2 đến 3 triệu, cửa hàng sẽ ship xe toàn quốc nhé. Rồi thì hôm nay thì chủ yếu là cập nhật một số cái mẫu xe SH cho anh em ha, còn những mẫu xe khác thì mình cũng hẹn anh em những cái clip sau. Anh em cần báo giá mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau nhé. Còn anh em đang xem một trên cái kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác cho anh em ha. Đấy. Còn địa chỉ cửa hàng thì nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương, và số điện thoại thì mình có ghi trên màn hình ha. Còn bây giờ thì cũng xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau.